Để mình lên ngược đời tí. Mẹ mày sẵn đồ lên quỷ kiếm trước. Bên đầu 4 phép à? Bên đầu 4 phép thì thôi. Cái đồ cuối không lên cái khiên nữa. Cái đồ cuối không lên khiên nữa. Bên nào có mỗi con Zil là... À đâu? Bên nào có mỗi con John là AD đúng không? Rồi mấy con kia AP hết. Em mình sẽ lên cái... Zat Throne đây là con mẹ đấy. Cái gì mà tăng giáp phép vừa nãy ấy? Trông như cái bình bóng ấy. Sau đấy mình sẽ không lên đồ đam nữa. Tôi lên ganh à? Biệt đéo nhìn map, sorry. Vậy là đồ xin kèo nát, bét nát bị thất lạc. Mình đéo solo đâu. Mình bỏ game mình mới trở lại game làm đéo biết chơi. Các bạn cứ gạ mình solo. Bắt nạt gà hay ho lắm à? Qua bên Free Fire chơi kèo solo 10 triệu đấy. Có bên Free Fire chơi kèo MP 40 10 triệu đấy. Đâu mà bắt nạt thằng bỏ bắt nạt thằng bỏ game được bắt nạt thằng bỏ game được 1 năm tưởng hay lắm hả? Nó bỏ game 1 năm mà trước đấy nó đã chơi à rồi chứ. Có phải là nó chơi paro nó bỏ đâu. Nếu mà kỹ năng của Zata là như nào? U nó là AP à? Tôi sẽ chơi kiểu phá meta, tôi sẽ lên quỷ kiếm trước. Mặc kệ xã hội người ta nói gì nhá. Có thể xã hội bảo tôi lên đồ ngu nhưng... Được rồi các bạn ạ. Chúng ta phải... có chính kiến của riêng mình. Ui. Ơ lên con vợ ơ lên chém mẹ tay đôi mạnh vãi. Bên toàn AP tăng gì? À bên là có con Gildu tăng mà. Hay là giờ Gildu lên AP? Ơ con này gà nhở? Là con Zata này nó gà hay là tại mình đánh hay vậy? Không, tại mình đánh hay đấy. Zata gà đéo phải đâu, tại mình đánh hay đấy các bạn ạ. Chết rồi. Mình cảm giác mẹ mày hùng cao thủ của năm 2017 nó trỗi dậy trong mình rồi các bạn. Nó trỗi dậy bên trong mình rồi. Mình khẳng định với các bạn mình vừa tìm thấy một phần sức mạnh của mình ngày xưa. Mình vừa tìm thấy phần sức mạnh của mình ngày xưa. Rồi biết Asura con đàn 2 rồi. Thành viên con đàn ta mà ta lại không biết nữa. Còn giờ lên được 3 điểm là nó chết rồi. Còn giờ mà lên được 3 điểm đối tại là chém là nó hất tung là nó chết rồi. Không ra ta này đam mà mình có vẻ yếu nhở. Mình lên kiểu tăng cơ đấy đi ha. Đến này chơi đi. À mà từ từ á. Không đang lên dở thanh kiếm rồi. Lên cái thanh kiếm xong mình sẽ lên cái huân chương choi luôn vậy. Thì nó toàn phép mà. Đúng là con Zata này đánh hay nhưng mà mình hay hơn rồi. Không thể nào có chuyện đánh ngu được các bạn ạ. Con này địch mẹ mày trình chiến tướng này. Con này trình chiến tướng chơi ấy này các bạn. Smurf này. Con Zata này trình chiến tướng nhưng Smurf gặp nhưng mà lại đen gặp đúng mình. Tôm một ơi lên Việt Nam. Nó mà gặp thằng khác nó hành thằng khác đấy. Thôi ông ỉ mẹ á mồm đi. Tại nó gặp mình rồi. Ây ạ, đồ mà. Không cái là cái bùa đỏ rồi. Cái gì? Anh Hùng ơi chỉ em sáo tệp trên PC đi á. Sáo tệp là cái mẹ đi. À xóa tệp trên PC á. Là sao? Xóa thì bấm chuột phải, bấm đè lè tè là xong thôi. Em muốn xóa phim sách đúng không? Em xem sách nhiều quá xong em tải về nhiều quá nó tràn dung lượng em tính xóa thì bấm chuột trái vào cái đấy xong bấm nút delete ở trên máy tính là được nha. Xong vào thùng rác xóa thêm một lần nữa là nó sẽ xóa hẳn. Vào cái recycle bin trên máy tính bấm bắt nữa là xóa hẳn. Tôi nhớ ngày xưa tôi đi tìm xem phim 18 cộng. Thế là máy của tôi bịt mẹ không hiểu vì một tí do thần kỳ đấy nó bị virus các bạn ạ.
Ui, nó cầm con tà thần à? Để em chơi con tà thần đã, không nó chém, à không nó bắn nhà em. Ai ơi, dùng tiền mua đam đấy, bắt đầu dùng tiền mua đam. Trận này bọn nó toàn AP nên là mình lên kiểu này thì đam nó cũng ổn mà. Bọn nó đéo có đam giết mình. Đây, con này cũng đéo mất máu rồi này. Con gì nhở, con quyền vương đánh đéo mình đéo mất máu rồi này. Ui, hai con này đều AP à? Thế thì bố mẹ đéo sợ luôn. Nhìn mẹ sao chúng mày biết hack tiếng sĩ đó như nào. Ừ. Ôi thôi thôi thôi, em đùa. Anh là AD mà, đi. Thôi đi mẹ, con tướng của em nó đi chậm. Ơ, chém hụt rồi. Oh no. À. Địch cái bên trên thì ra chém xuống bên dưới nó là chuyện bình thường thôi các bạn nhé. Nó không phải chuyện hiếm đâu. Nào. Ô chết cha, nó vẫn tự lên cái giáp này à? Nó thôi cũng được. Lên thủ với con Yon được. Ê, cái này là đồ cao. Cái kia này là đồ to ở cái đấy à? Chết rồi. Giờ đứng mẹ ở trong trụ nhà địch rồi này. Ai ui. May là giờ mình khỏe quá rồi, tụi nó đéo ăn được nữa. Đánh nãy giờ đánh toàn sai không à? Đánh nãy là sai hết không? Đúng rồi, chém toàn hụt với cả toàn được có 2 stack không à? Đéo chém được 3 stack phát nào. Chẳng qua giờ xanh quá rồi, ao đồ nên là đánh dễ thôi. Phun đồ rồi à? Mình phải bán này đi chứ nhở? Mình bán này lên cái nào của kháng phép chứ nhở? Kháng phép à? Không thì mình lên giáp hộ mệnh. À, thôi để này cũng được. Đấy này có gì còn chống trụ bắn. Đi đi các bạn trẻ ơi. Đánh nhà sao Hùng? Trừ 3 đó anh bắn đau lắm. Ừ tất nhiên. Chẳng qua trận này lên kiểu tăng cơ thôi. Nãy chơi con Nacross nó bắn cho 3 phát thì muốn mẹ gặp ông bà lên rồi. Đầy cây máu mà trụ nó bắn cho 3 phát muốn gặp ông bà luôn. Ý, tới đây kêu gương 1. Tới đây kêu gương 1 rồi. Oh my god.